Vâng, em xin chào toàn thể các bác, các cô chú, anh chị. Trong video buổi sáng ngày hôm nay, thứ năm, ngày 11 tháng 5. Vâng, hôm nay em lên một like, xả hai ông quạt này bác nhé. Em thay ní. Tí là em sẽ đọc bệnh từng em một. Đấy, hai em quạt này tổng thể rất đẹp bác nhé. Đây, một em quạt lửng lửng nhựa của Mitsubishi. Và một em Nationa. Hai đồng hồ đấy thì em xin vào việc luôn. Em thứ nhất là em quạt Mitsubishi có chiều cao 88 cm, lồng trước lồng sau là lồng lồng xi bầu nhựa, có rải cánh 30 đấy, túp năng rút các bác nhé. Đây em này còn tổng thể em này rất ok đấy, các bác nhìn cổ cánh em vẫn bao lành các bác nhé. Đây độ mới của em này còn cũng rất là cao, có một bệnh tí em đọc luôn. Đây em vệ sinh vẫn chưa sạch, tức là cái con này nó bị gãy một cái ná đồng của số 1. Đấy con này là hiện tại bây giờ là không có số 1 bác nhé. Nếu con quạt này mà có cả số 1 em thừa sức em làm được, nhưng mà em giờ mấy hôm nay rất là nhiều việc bận em không làm được. Em mà xả luôn cho các bác nào về khéo tay. Các bác chỉ cần hàn cái miếng đồng này vào cái chỗ số đấy thôi là các bác có 500 nghìn đấy. Thì thường thường con quạt này đi tầm khoảng 1,4 triệu đến 1,5 triệu. Hôm nay em xả cho các bác. Đây, em test chức năng luôn. Đây số 1 là không ngấy nè, không có điện này. Đấy em bật số 2. Hẹn giờ hoạt động bác nhé. Hẹn giờ hoạt động này. Đấy, túp năng hoạt động bình thường này. Chạy rất êm, mát. Cổ cánh em vẫn bao. Đây số 2 này. Đây này, em chuyển sang chế độ số 3 này. Đấy. Gió rất mạnh êm. Vì là không có người vệ sinh mới này, không có người làm nên một mình em loay hoay cứ dở ra xong rồi này nó mất rất nhiều thời gian. Thì báo luôn tình trạng bệnh cho các bác. Nếu bác nào mà mua quả này em gửi luôn cho cái miếng đồng này, các bác về các bác dính keo hoặc là các bác khéo tay các bác hàn vào cái đuôi của cái số 1 đấy, rất đơn giản. Tí mẩn. Đây em quạt này là đây. Dây giết còn nguyên số các bác nhé. Con này sinh năm 1983 các bác ạ. Độ mới của em này còn rất ok. Lồng cổ cánh này. Đấy, mặt đây. Mặt đây cũng rất ok nhé. Xước xác gần như là rất ít. Đây vết này là vết sơn của cái chắc là người ta làm sơn nó bắn vào đấy. Đấy, đây em vệ sinh còn chưa kỹ này, vệ sinh chưa sạch nhé bác nhé, vì nó đã bị tàn tật thế này em bán thanh lý luôn nên là em cũng không vệ sinh, chỉ qua này chà mỗi dầu mỡ đâu. Đấy, chức năng hoạt động bình thường, thiếu số 1. Em thanh lý em này giá 1 triệu tròn, bác nào chuyển khoản hết thì vẫn bao ship. Các bác lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 100. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, thiếu số 1 nhá. Thế em có phải nhấn mạnh một câu thế, hay là em xả thanh lý em này giá 1 triệu tròn. Đấy. Đấy, thiếu số 1 nhé các bác nhá. Hoạt động công năng tất cả mọi động hoạt động bình thường, thiếu mỗi số 1 thôi. Lành nguyên zin luôn. Đấy. Đấy sơn xiếc lồng niếc là nó cũng rất ok. Đấy, giá 1 triệu, bác nào chuyển khoản hết em vẫn bao ship. 1 triệu vẫn bao ship, 500 em vẫn bao ship nếu bác qua chuyển khoản hết. Em thứ hai. Một em na cảm ứng lồng. Xin lỗi, con này em không bán cảm ứng lồng. Em bán xả hàng em này luôn. 3 triệu đồng. Các bác nhé. Một em la, hai đồng hồ. Đấy, có là chế độ số ngủ. Đây này. Hai đồng hồ này, một đồng hồ hẹn giờ 120 phút. Đấy, cái này là túp năng cáp.
5 phím 4 chế độ gió, có chế độ sổ ngủ các bác nhé. Này, con này cảm ứng đồng chập chờn, em không sửa nữa, không ảnh hưởng gì, coi như một chiếc quạt bình thường. Em bán em này giá thanh lý luôn. Đây, em bật số luôn cho các bác ấy nhé. Em này có chiều cao 88 cm, sải cánh 30, lồng trước lồng sau đều là lồng lồng mạ. Đấy, bầu rất trắng. Đây, cổ cánh cổ này có một vết xước xước tóc đó nha, không ảnh hưởng gì. Đấy, cũng báo tình trạng luôn, bán thanh lý thì là không phải. Đấy, tổng thể em đây rất ok, hoạt động bình thường. Đấy, có nút thu dây bác nhá, nút thu dây này. Đấy, bán ra cho nhìn cho nó đỡ ấy trước mắt. Bán xả hàng luôn em này 3 triệu đồng một em la, nhìn rất là sang. Đấy, con này có cảm ứng đồng thì nó tầm khoảng 4 triệu. Hôm nay em xả luôn, xả cả hai em, cứ con nào có lỗi này em bán xả. Đấy, xả chứ không phải thanh lý bác nhé. Thanh lý là nó vỡ hay nào đấy, nó hỏng không sử dụng được. Đây là sẽ xả giảm bớt, vì là nó bị cái lỗi nào thì mình sẽ báo và mình sẽ bớt tiền đi. Đấy, con này đi đổi cái main khác cảm ứng vào được ngay thôi, nhưng mà nói tóm lại thì cũng phải mua một cái quạt khác rồi, nhưng mà thời gian. Em bật số 1 cho các bác xem này, mọi chức năng hoạt động bình thường bác nhé. Thế coi như một chiếc quạt bình thường thôi, không mình không nói gì đến cảm ứng đồng nữa. Hôm lọ em định mua một cái quạt để nắp vào đây đổi, nhưng mà em chần chừ em không bán. Nay em bán thẳng luôn cho các bác, xả luôn 3 triệu đồng cho một em quạt nhìn rất là sang đẹp nhé, hai đồng hồ. Đấy, các bác nào am hiểu về quạt thì các bác nhìn cái đồng hồ cái quạt này, các bác nhìn, các bác sẽ hiểu, nhìn nó rất là sang. Đấy, các bác nào đổi nguồn thì các bác cộng cho 100, không cái nguồn này các bác phải cộng 150, vì là cái nguồn này bắt buộc phải lắp một nguồn 100 AV, cái 80 AV là con này không 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 lắp được các bác nhé. Thế cái riêng cái nguồn của con này thì các bác phải thêm cho em 150, bác nào chuyển khoản hết em vẫn bao ship. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, túp năng số đầy đủ. Đấy, nhìn các bác nhìn này rất là sang. Đấy, em xả hai em này luôn, một em 1 triệu, một em 3 triệu. Bác nào mà ví dụ như em này chẳng hạn, mang về là khéo tay, em vẫn gửi cho các bác cái lá đồng bị gãy kia, bác hàn hoặc bác dính như keo con voi cũng được. Chắc keo con voi khả năng không được, nhưng mà là cái keo gì đấy thì em không biết được, nhưng mà còn nếu không có số 1 cũng không sao cả. Đấy, mà mình mua thiếu một tí mà rơi ra được nửa triệu thì mình làm gì, mình không mua. Nhà em thì nhiều quạt quá chứ không thì em cũng cũng để em dùng. Còn một em quạt hai đồng hồ này em xả giá 3 triệu. Đấy, điện cái gì 100 V. Bác nào có nhu cầu lên nguồn thì cộng cho em 150 cái nguồn này, này nguồn to bác nhá. Đấy, dòng cánh sâu rút thì cho gió rất là gió là êm. Đấy, êm còn êm hơn cả dòng la. Nói chung là động cơ nó còn êm ngang với động cơ của la không biết êm hơn ấy. Đấy, em vẫn bao cổ cánh này nhé các bác nhé. Có vết cổ của em này thì có một vết sức tóc thôi, không phải là báo tình trạng luôn. Đấy, con này chỉ có mỗi cái tật là cảm ứng đồng chập chờn thì em đã không không báo rồi, em bán xả luôn. Thì video buổi sáng ngày hôm nay em sẽ dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác anh chị đã theo dõi video. Các bác nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì làm ơn cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em một ngày một phát triển.
thì em mới hôm nay mới được, hôm nay đúng là tròn 3 tháng đấy. Và em nay là được 96 video và tròn 3 tháng em hoạt động. Đấy. Thì mong hôm nay các bác ủng hộ em. Thế là cảm ơn tất cả các bác.